Thưa quý vị, vừa qua chúng tôi có đưa tin về vụ việc một người đăng tải lên mạng với nội dung tố chủ quán cơm ở ngõ số 4 đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội chặt chém khách với suất cơm chỉ có 3 con tôm, 2 miếng đậu và 1 ly canh lèo tèo ít sau với giá 70.000 đồng. Khách ở đây chủ yếu là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nắm bắt được sự việc, công an phường Phương Mai đã trực tiếp xuống quán ăn trên để xác minh làm rõ. Sau khi có thông tin trên cộng đồng mạng, công an phường Phương Mai đã xuống trực tiếp quán cơm trên làm việc. Tại đây, cơ quan công an ghi nhận bước đầu có tài liệu khẳng định việc mua bán. Ví dụ như khách đến ăn cơm, chủ quán tính số tiền, sau đó khách trả tiền mới bê vào bàn ăn. Trong nhà có biển ghi giá 25, 35, 40, khách thanh toán trước khi ăn. Chính vì vậy, nếu nói rằng cửa hàng chặt chém thì khó có căn cứ. Bà Hoàng Thị Bảo Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết. Bà Phương cũng nói thêm, hiện chủ quán cơm đang tố ngược lại những người đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Đó là thông tin phía chủ quán cơm cho rằng đang bị các cửa hàng khác cạnh tranh không lành mạnh. Đây là họ đang nghi ngờ hoặc có vấn đề gì đó khách chưa hài lòng với cung cách phục vụ của quán. Chủ quán cũng đã cung cấp dữ liệu camera để chứng minh rằng họ không chặt chém khách. Sau khi xảy ra sự việc, bà Hiếu, chủ quán cơm trên tỏ ra mệt mỏi. Bà Hiếu cho rằng quán cơm của mình không hề chặt chém khách như thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội khiến tinh thần, cuộc sống của gia đình bà bị ảnh hưởng. Nữ chủ quán này khẳng định rằng việc thuận mua vừa bán thì không thể nói đó là chặt chém được. Trong quán cơm của bà cũng đưa ra các mức giá cơm, khách hoàn toàn có thể tự lựa chọn ăn suất cơm bao nhiêu tiền. Hiện cơ quan công an đã mời chị T, người đăng tải thông tin lên mạng xã hội cũng đang sinh sống tại phường Phương Mai lên làm việc. Tuy nhiên, chị T cho hay đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, tới ngày 11 tháng 12 mới ra Hà Nội. Nếu thật sự những lời tố của chị T là có thật, thì rất tội nghiệp cho những bệnh nhân và người thân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai gần đó, khi đã phải chi một số tiền lớn để điều trị. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa có thể quy chụp bất cứ một điều gì, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho các bạn khi có thông tin mới nhất.